Não bộ điều khiển chức năng của những cơ quan trong cơ thể, điều khiển lời nói, suy nghĩ, hành động, giúp con người phản ứng với các tình huống trong cuộc sống, điều hòa cơ thể khi stress. Cấu trúc não với các tổ chức khác nhau, mỗi cấu trúc có một chức năng riêng biệt, vừa độc lập vừa thống nhất với nhau tham gia chung vào chức năng điều khiển cơ thể của bộ não. Thưa quý vị, sọ não là cơ quan bảo vệ cho vùng não và khi mà chấn thương sọ não thì sẽ làm tổn thương đến vùng não bên trong cũng như là gây nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy thì chúng ta có những cái cách nào để phòng ngừa và điều trị? Khánh Ly xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với khách mời để tìm hiểu về chủ đề này nhé. Khánh Ly xin được giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Lê Viết Thắng đến từ khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Khánh Ly. Xin chào quý vị khán giả. Đầu tiên thì Khánh Ly xin được cảm ơn bác sĩ Viết Thắng đã đến cùng với chương trình Nụ Cười Ngày Mới trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa bác sĩ có thể chia sẻ về nguyên nhân vì sao lại dễ bị chấn thương sọ não ạ? Chấn thương sọ não là tình trạng có lực tác động vào sọ não, hay nói chung là tác động vào đầu của chúng ta. Thường xảy ra ở trong tai nạn giao thông, tai nạn lao động hay là có những tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực trẻ em. Thưa bác sĩ, Khánh Ly có đọc thông tin trên mạng là những người mà họ đã bị chấn thương sọ não rồi á thì họ sẽ có cái nguy cơ đột quỵ cao hơn những người bình thường. Liệu là cái thông tin này có chính xác hay không ạ? Thông tin này thì cũng không hoàn toàn chính xác. Tại vì những người bệnh có nguy cơ đột quỵ, thường những đối tượng này đó là có những bệnh lý nền của tăng huyết áp, đái tháo đường nhiều hơn. Còn những bệnh nhân có tình trạng chấn thương sọ não cũng có nguy cơ tương tự nhưng không phải là hoàn toàn cao hơn người bình thường. Nhưng mà não bộ của những người này thường sẽ dễ tổn thương hơn khi có tình trạng đột quỵ xảy ra. Và Khánh Ly cũng có đọc thông tin và cũng biết là chấn thương sọ não sẽ có hai loại, đó là chấn thương sọ não kính và chấn thương sọ não hở. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể phân biệt được hai loại này? Chấn thương sọ não kính và chấn thương sọ não hở khác biệt nhau ở chỗ đó là chấn thương sọ não hở có tình trạng thông thương những cái nhu mô cấu trúc trong não bộ ra môi trường bên ngoài. Còn chấn thương sọ não kính thường là chỉ chấn thương sọ não nhưng không có sự thông thương đó. Ngoài ra thì còn có những loại nào nữa không ạ thưa bác sĩ? Còn một loại chấn thương sọ não nữa được phân loại đó là vết thương sọ não. Điểm hiện nay thường vết thương sọ não xảy ra ở những trường hợp là tai nạn lao động. Trong các loại chấn thương sọ não thì thực sự tất cả đều nguy hiểm như nhau. Tại vì khi chấn thương sọ não xảy ra sẽ tạo những cái tổn thương thứ phát bên dưới, thì chính những tổn thương thứ phát này gây tình trạng tử vong cho người bệnh. Bác sĩ có chia sẻ về những cái loại chấn thương sọ não khác nhau thì mỗi loại như thế có những cái dấu hiệu khác nhau hay là có dấu hiệu nó cũng giống nhau ạ? Hầu hết những trường hợp chấn thương sọ não đều có những triệu chứng báo hiệu gần như tương tự nhau. Chỉ khác biệt nhau ở vấn đề là tiên lượng điều trị cho người bệnh sẽ khác nhau. Chúng ta có những cái phương pháp chẩn đoán nào để xác định cái mức độ nghiêm trọng của chấn thương sọ não ạ thưa bác sĩ? Hiện nay thì chúng ta sẽ khám lâm sàng những triệu chứng của người bệnh để đánh giá mức độ nghiêm trọng của tình trạng chấn thương sọ não. Thì trong lâm sàng thì chúng ta sẽ dựa vào mắt, đồng tử và lời nói, vận động. Từ đó chúng ta sẽ có những cái thang điểm cụ thể. Ví dụ như người bệnh này sau khi chúng ta đánh giá thì thang điểm này chỉ dưới 8 điểm thì người bệnh có tình trạng là hôn mê. Vì vậy đây là một cái tình trạng chấn thương sọ não có nguy cơ cao. Ngoài cái phương pháp mà tri giác bác sĩ vừa mới nói thì mình có sử dụng những cái phương pháp như là mình chụp phim này nọ không bác? Với cái tình trạng chấn thương sọ não này thì cái chẩn đoán CT cắt lớp não là một cái phương pháp để chẩn đoán cho người bệnh nhanh và hiệu quả nhất. Thì sau khi chụp CT chúng ta có thể xác định được cái loại tổn thương nào trên người bệnh, đặc biệt là những cái tổn thương thứ phát sau khi bị chấn thương sọ não. Và tiếp theo thì xin mời bác sĩ và quý vị khán giả chúng ta cùng đến với một cuộc điện thoại từ khán giả đã gọi về cho chương trình nha. Xin chào, để giúp người bị chấn thương sọ não tỉnh táo, không bị hôn mê, nhiều người bảo phải vắt chanh vào miệng hoặc là vào mũi của họ, sau đó thì mới nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Thưa bác sĩ, là cách sơ cứu bệnh nhân bị chấn thương sọ não ban đầu như vậy có chính xác hay không? Mong bác sĩ chương trình tư vấn giúp tôi. Tôi xin cảm ơn ạ. Dạ, Khánh Ly xin được mời bác sĩ sẽ trả lời câu hỏi của khán giả. Đối với một người bệnh chấn thương sọ não thì việc chúng ta vắt chanh vào miệng, vào mũi thì có thể kích thích cái tri giác của người bệnh, nhưng nó có thể làm cho tình trạng nặng nề hơn khi nước chanh có thể vào phổi của người bệnh, thì gây tình trạng nặng nề hơn cho người bệnh. Thưa quý vị, rõ ràng là chúng ta thấy cái cách này á, khi mà mình sợ thông tin ở trên mạng á, nhiều người đã bài trừ cái cách này lâu lắm rồi, mình không có vắt chanh vô mũi hay là vô miệng được, tại vì là như bác sĩ nói sẽ rất là dễ bị ảnh hưởng đến đường thở và cái đó là nó còn nguy hiểm hơn nữa. Thưa bác sĩ, như vậy thì cách mà sơ cứu chính xác nhất trong những trường hợp bệnh nhân bị chấn thương sọ não đó là gì ạ? Khi chúng ta
gặp một trường hợp có chấn thương sọ não thì chúng ta phải di chuyển người bệnh ra khỏi cái vùng mà gây có xảy ra tai nạn, cho người bệnh nằm nghỉ ngơi ở nơi thật là thoải mái. Chúng ta có thể là nới rộng áo quần cho người bệnh để cung cấp cái lượng oxy cho họ, và kế tiếp chúng ta phải gọi giúp đỡ của người thứ ba để vận chuyển người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Lúc đó mình có những cái sơ cứu gì trên cơ thể không ạ, để cho người bệnh giảm những cái triệu chứng nặng? Những cái sơ cứu mà ngay cái thời điểm đó thật sự chúng ta không có biết được người bệnh bị tổn thương ở vị trí nào, có thể những cái tổn thương phối hợp khác hay không. Cái việc chúng ta làm quan trọng nhất đó là không làm tổn thương thêm, bằng cách là chúng ta phải cho người bệnh thật là thoải mái trong lúc đó. Mình có cần lưu ý gì trong việc vận chuyển không ạ? Ví dụ như là mình sẽ cố định cái khu vực đầu hoặc là cổ gì đó. Khi vận chuyển người bệnh thì chúng ta phải vận chuyển người bệnh thành một khối. Một khối tức nghĩa là vấn đề về đầu, cổ, tay, chân phải thẳng trục. Chúng ta không có gập đầu hoặc cổ quá mức vì những cái tư thế đó có thể làm cho người bệnh nặng nề hơn. Hiện nay thì không biết là chúng ta có những cái phương pháp nào để điều trị chấn thương sọ não ạ? Hiện nay cũng có hai cái phương pháp điều trị chấn thương sọ não, đó là phẫu thuật và sử dụng thuốc. Phẫu thuật khi người bệnh đã được chẩn đoán xác định tình trạng chấn thương sọ não bằng CT scan cắt lớp, tùy theo cái tổn thương thứ phát trong não và chỉ định phẫu thuật như thế nào thì chúng ta sẽ đưa người bệnh đi phẫu thuật để lấy máu tụ có thể xảy ra. Còn người bệnh không có chỉ định phẫu thuật thì người bệnh cũng vẫn sẽ được chuyển đến cái khoa hồi sức ngoại thần kinh. Ở đây người bệnh sẽ được chăm sóc 24/7, đặc biệt là theo dõi tình trạng tri giác, sinh hiệu, sử dụng những cái thuốc chống phù não, chống co giật và cung cấp cái lượng oxy tốt cho não bộ cho người bệnh. Như vậy thì bác sĩ chia sẻ là có hai cái phương pháp điều trị chính, đó là có phẫu thuật và không có phẫu thuật. Và cái Ly muốn bác sĩ chia sẻ thêm là với những cái phương pháp này thì bao nhiêu lâu bệnh nhân sẽ hồi phục sức khỏe trở lại bình thường ạ? Tùy theo tình trạng của người bệnh khi phẫu thuật như thế nào. Ví dụ như tri giác của người bệnh khi phẫu thuật là không có hôn mê, tức nghĩa là thang điểm LASGO không có dưới 8 điểm, thì tiên lượng của người bệnh thường là tốt. Người bệnh có thể phục hồi chức năng và xuất viện trong vòng 7-10 ngày. Còn những trường hợp mà bệnh nhân được phẫu thuật với tình trạng là hôn mê nặng thì người bệnh cần phải được chăm sóc ở khoa hồi sức ngoại thần kinh lâu hơn và sẽ được theo dõi tích cực về tình trạng tri giác sinh hiệu này. Cái Ly xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư mà khán giả đã gửi về cho chương trình nha. Đây là một lá thư của chị Thanh Hằng, và trong thư thì chị có nêu thắc mắc là: chào bác sĩ, chồng của tôi bị tai nạn giao thông và được chẩn đoán là bị khối máu tụ nội sọ và cần được mổ cấp cứu gấp. Thưa bác sĩ, sau khi chồng tôi được phẫu thuật thì liệu là có để lại cái di chứng gì không? Mong được bác sĩ tư vấn giúp. Tôi xin cảm ơn. Dạ, Khánh Ly xin được mời bác sĩ sẽ trả lời cho câu hỏi của khán giả. Đối với câu hỏi của chị, tùy theo những tình trạng là xuất huyết nội sọ này nằm ở ngoài màng cứng hay là dưới màng cứng hay là trong não, thì tùy theo cái máu tụ nằm ở vị trí nào sẽ có sự tiên lượng và hồi phục khác nhau. Ví dụ như người bệnh chỉ là máu tụ ngoài màng cứng thì thường đa số trên 90% sẽ hồi phục và ít khi để lại di chứng. Nhưng khi có xuất huyết nội sọ mà có tổn thương nhu mô nọ chung quanh rất là nhiều, gây phù não nhiều, gây chèn ép những cái vùng não thì cái tiên lượng hồi phục sẽ giảm hơn và cần phải được chăm sóc và phục hồi chức năng nhiều hơn. Trong cái kinh nghiệm thăm khám của bác sĩ nhiều năm vừa qua thì bác sĩ thấy là những cái di chứng nào thường để lại nếu như mà một bệnh nhân họ bị chấn thương sọ não? Cái di chứng thường gặp lại nhất đó là cái tình trạng về tri giác. Người bệnh có thể sẽ không có được tỉnh táo như chúng ta và suy giảm nhận thức. Là người bệnh có thể là quên hoặc là yếu tay chân, cử động tay chân có thể không có được linh hoạt giống như trước khi mà mình bị chấn thương sọ não. Hay là ảnh hưởng tới lời nói, người bệnh khó diễn tạc được cảm xúc hoặc lời nói không có rõ ràng, gây ảnh hưởng tới cái chất lượng sống của người bệnh. Và những cái di chứng mà bác sĩ vừa mới nói á, liệu là có thể tiến triển theo thời gian và mình có thể hồi phục lại như bình thường được không ạ? Với y học hiện nay thì chúng ta vẫn có nhiều cái phương pháp để hỗ trợ cho người bệnh. Ngoài việc tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng thì chúng ta cũng sẽ có những cái phương pháp sử dụng bằng thuốc và giáo dục cho người bệnh để người bệnh thích nghi và tế bào trong não
bộ sẽ hồi phục để giúp cho người bệnh cái di chứng này sẽ giảm đi và chất lượng cuộc sống của họ sẽ được nâng cao hơn. Sau khi mà chấn thương sọ não thì một trong những cái phương pháp cũng được rất là nhiều bác sĩ đã áp dụng cho bệnh nhân của mình đó chính là vật lý trị liệu. Như vậy thì chúng ta có cần phải lưu ý điều gì trong vật lý trị liệu dành cho những người mà họ đã bị chấn thương sọ não không ạ? Tất cả những bệnh nhân chấn thương sọ não khi được tư vấn tập vật lý trị liệu phù hợp chức năng thì cần phải được tư vấn ở bác sĩ chuyên khoa. Thì đối với từng bệnh nhân sẽ có những cái bài tập riêng dành cho họ. Thì từ đó sẽ giúp cho người bệnh phát triển và tránh để lại di chứng sau này sau khi bị chấn thương. Thưa bác sĩ, còn về chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt thì sao ạ? Những người mà họ đã bị chấn thương họ sọ não rồi thì họ phải lưu ý điều gì ạ? Về chế độ dinh dưỡng thì ở bệnh nhân chấn thương sọ não vẫn giống như những người bình thường khác. Chúng ta phải đảm bảo cái chế độ đủ lượng đạm, đường và lipid. Nhưng đặc biệt ở những người bệnh này cần phải sử dụng những cái thức ăn có giàu chất chống oxy hóa. Đặc biệt là chứa nhiều kẽm, magie, retin và hạn chế những thức ăn gây hại cho người bệnh. Ví dụ như những thức ăn quá nhiều đường, quá mặn, thức ăn nhanh, nước uống có ga, quá nhiều dầu mỡ thì không phù hợp cho những bệnh nhân này. Như bác sĩ nói thì có một số những cái loại vi chất cần phải được bổ sung cho những người mà họ đã bị chấn thương sọ não. Thì bên cạnh chế độ dinh dưỡng bằng những cái thực phẩm tự nhiên thì chúng ta có những cái loại thuốc bổ hoặc là những cái loại mà vitamin sử dụng để cung cấp thêm không ạ? Chúng ta vẫn có rất là nhiều cái chế phẩm trên thị trường, nhưng những chế phẩm này đầu tiên chúng ta sử dụng, chúng ta người bệnh cần phải đến bác sĩ chuyên khoa sẽ được đánh giá thì mỗi người bệnh sẽ có cái nhu cầu cần cái lượng vi chất nào. Thì từ đó chúng ta sẽ chọn cái loại vi chất đó cho người bệnh. Chúng ta không thể sử dụng đại trà tất cả các loại vi chất này. Thưa bác sĩ Khánh Ly, có biết thêm một cái khái niệm đó là những người họ phải nuôi sọ não, bác sĩ có thể chia sẻ thêm về điều này được không ạ? Và cái cách chăm sóc như thế nào? Đối với những người bệnh bị chấn thương sọ não cần phải phẫu thuật mở sọ lấy máu tụ. Thì sau khi phẫu thuật thì cái nắp sọ này sẽ được gửi đến ngân hàng mô để lưu trữ lại. Sau một thời gian người bệnh khỏe thì chúng ta sẽ ghép sọ lại cho người bệnh. Thì trong cái thời gian mà chưa được ghép sọ lại thì người nuôi bệnh cần phải chú ý cái vấn đề là chúng ta hạn chế những cái lực tác động vào cái vùng não mà không được cái hộp sọ bảo vệ. Còn cái chế độ sinh hoạt thì nó có bình thường không bác sĩ? Chế độ sinh hoạt vẫn bình thường giống như những bệnh nhân chấn thương sọ não khác. Bây giờ chúng ta cùng đến với một điều quan trọng hơn, đó chính là phòng ngừa. Chúng ta sẽ phòng ngừa chấn thương sọ não bằng những cách nào ạ? Phòng ngừa chấn thương sọ não dĩ nhiên là phải là an toàn giao thông, an toàn lao động, hạn chế té ngã. Đó là những cái nguyên tắc mà chúng ta bắt buộc phải sử dụng để phòng ngừa chấn thương sọ não. Phòng ngừa chấn thương sọ não bằng cách lái xe an toàn khi tham gia giao thông, an toàn trong lao động, chơi thể thao, hạn chế những nguy cơ gây té ngã. Thưa bác sĩ rất là nhiều với những thông tin đã chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay để cho quý vị khán giả chúng ta biết thêm về những cách để điều trị và phòng ngừa chấn thương sọ não. Chào Khánh Ly, chào quý vị khán giả.